cơm cha, áo mẹ, chữ thầy. Đó là câu tục ngữ mà cha ông ta đã để lại từ ngàn xưa. Mỗi con người, mỗi thế hệ sinh ra, lớn lên, trưởng thành là nhờ có bàn tay chăm sóc chắt chiu của mẹ, lời yêu thương khuyên răn của cha. Nhưng đồng thời, để hoàn thiện một con người, hoàn thiện những thiếu sót về mọi mặt, lại không thể quên được công lao dưỡng dục, dạy dỗ to lớn của thầy cô. Những người đã cho ta vô vàn kiến thức, nhân cách, đạo lý sống tốt đẹp, đồng hành cùng ta trên con đường học tập, và những kiến thức đó sẽ góp phần xây dựng sự nghiệp của ta sau này. Không thầy, đố mày làm nên. Câu tục ngữ này quá là không sai, ngắn gọn, xúc tích, ẩn chứa nhiều ý nghĩa cao đẹp, nhằm ca ngợi, tôn vinh công ơn sự nghiệp quan trọng nghề nhà giáo trong việc học tập của ta. Bên cạnh đó, còn nhắc nhở chúng ta, những người đang ngồi trên ghế nhà trường, cần làm tròn bổn phận của một người học trò đối với thầy cô. Thầy cô, những người lái đò, chèo đò đưa ta đến bến bờ tương lai. Thầy cô, những người kỹ sư tâm hồn, âm thầm lặng lẽ trong con đường muôn vạn nẻo. Thầy cô dạy dỗ, hướng cho ta về tương lai tươi sáng, uốn nắn, khuyết điểm, trở thành người hoàn thiện. Dạy ta tự tin, cứng rắn, mỉm cười đứng dậy khi vấp ngã. Khi nhìn vào mái tóc bạc ấy, ta nghĩ ngay đến bụi phấn trắng hòa vào giọng nói ấm áp giảng bài cho ta. Nhớ những đêm hè oi ả, những đêm rét buốt, tiếng côn trùng kêu rả rích. Vậy mà đôi bàn tay gầy gầy ấy vẫn cầm bút viết từng trang giáo án dưới ánh đèn khuya mập mờ. Vì muốn cho ta tương lai tươi sáng, rạng rỡ vinh quang, vì muốn đất nước ta ngày càng phát triển tươi đẹp, phồn thịnh, thầy cô đã dâng hiến trọn cuộc đời, tuổi thanh xuân của mình, đưa ta đi khám phá thế giới diệu kỳ với lòng say mê, mở ra cánh cổng trí thức với vô vàn điều mới lạ, kỳ thú. Trong sự bảo ban, che chở ấy, chúng ta cứ vô tư trưởng thành trong tiếng cười rộn rã của bạn bè, hạnh phúc trong ánh nắng dịu dàng, lời nói ngọt ngào ấm áp của thầy cô. Khi đứng trên bục giảng, thầy cô lo lắng đủ điều, lo rằng học sinh có hiểu bài giảng của mình hay không, có tiếp thu được hay không. Điều đó là một phần để ta hiểu được tình yêu của thầy và cô dành cho. Lúc ở nhà, ta được cha mẹ dạy bảo, còn khi đến trường, thầy cô cũng là cha, cũng là mẹ, và môi trường là gia đình thứ hai của ta. Họ dạy ta những điều hay lẽ phải, đạo lý làm người, cần thiết là nguồn tri thức cho ta. Ta có thể nói rằng chẳng có gì sánh được với công ơn dạy dỗ của thầy cô. Đã bao lần ta làm thầy cô buồn phiền, nhưng cũng đã bao lần thầy cô tha thứ cho ta. Thầy cô vun đắp vào hành trang cho ta đi. Không những thế, thầy cô còn là ngọn đuốc dẫn bước trong trái tim ta, dẫn đường soi sáng cho ta đi. Chính vì vậy mà chỉ có những hình tượng to lớn bất diệt, và hơn nữa là sự cao thượng mới sánh bằng. Các bạn à, các bạn hãy nhớ rằng trải qua bao nhiêu đời người, bao nhiêu lớp thế hệ, thì công lao, đạo đức, niềm tin của thầy cô sẽ không bao giờ phai nhạt đối với học sinh. Là một người học trò, cho dù đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi lập nghiệp ở phương trời khác, thì mong chúng ta hãy trân trọng, nâng niu, ghi nhớ lấy. Xã hội dù phát triển đến đâu, hiện đại như thế nào, thì phải nhớ đến người chèo thuyền năm xưa đã vất vả với dòng nước để cho ta qua sông yên bình. Hãy giữ gìn, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, bạn nhé. Còn không lâu nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 rồi.
Mong rằng các bạn sẽ dành cho thầy cô những thành quả mà mình đạt được, những điểm 9, điểm 10 thật tươi. Mong thầy cô mãi trẻ, không già, là người dìu dắt chúng ta. Vì mỗi chúng ta luôn cần chỗ dựa, niềm tin, động lực của thầy, cô khi nhọc nhằn, gian lao trên con đường đến vinh quang. Sức mạnh ấy sẽ giúp chúng ta vượt lên tất cả. Và chính ta mới là người chiến thắng. Chiến thắng tất cả. Chiến thắng về niềm tin. Chiến thắng vì sự mong đợi của thầy cô bạn bè. Chiến thắng cho đất nước ta mãi phát triển, ngang tầm với thế giới.